Đó, bạn chào quý vị. Bây giờ mình chuẩn bị mình đóng cái thùng đồ về Việt Nam quý vị ạ. Thì lần này mình về cũng đột xuất với một phần cũng không có chuẩn bị gì, không có mua sắm gì nhiều hết á, mệt quá. Giờ là không có tinh thần mua sắm gì hết. Giờ mình chỉ đóng, đúng ra nó cho mình tới 2 thùng lận, mỗi một thùng là 50 phao. 50 phao tức là 23 kg á. Một thùng 23 kg, 2 thùng là khoảng gần 50 kg. Thì mình chỉ đem được đồ đạc của mình cũng linh tinh, quần áo không mà không có gì hết á. Một vài bịch kẹo nó nhỏ. Cho nên là mình chỉ đóng một thùng thôi cho nó tiện. Với mình đi qua đi chăng nữa mình cũng chẳng có mua gì, bên đây nó cũng đầy đủ, nó cũng không thiếu gì. Mua 3 cái tào lao đem qua, lỡ phi trường sân bay nó đem mấy cái đồ mà nó giống như nó cấm á, nhiều khi nó cập nhật những cái thông tin mới, nó cấm những cái món mới mà mình không có biết, rồi đem qua tầm bậy tầm bạ mất công có chuyện nữa. Thôi tốt nhất là thôi. Thì bữa nay có em rể của mình là anh Đạt đó, thì ảnh cũng mới vừa làm một cái kênh có cái tên là mọi người cũng hay kìa, mọi người cũng hay, hay 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 hỏi mình đó, là vấn đề là bầu trời Cali nó đổi tên thành bầu trời Boston đi. Thì mình á, bầu trời Cali là cái thương hiệu của mình từ xưa tới giờ rồi, cho nên là cỡ nào cả chăng nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ mình đổi cái tên này. Thì anh Đạt tức là em rể mình thì sẽ làm một cái kênh mới có cái tên là đúng như cái tên của các bạn yêu cầu, đó là bầu trời Boston. Thì mọi người nếu mà ai có thời gian thì vô subscribe kênh cho ảnh và coi những video của ảnh về những cái cuộc sống Mỹ, rồi những cái đời sống hàng ngày. Kèo chắc ghê ta, sống hàng ngày nha quý vị. Ví dụ như trồng cây mùa hè, rồi nuôi cá, rồi những cái gì về cuộc sống. Mình thì cái vụ trồng cây nuôi cá mình khoái lắm. Đó. Thì có thể anh sẽ hướng dẫn cho quý vị ở Mỹ này có thể là trồng cây vào những cái mùa hè như Quan thế trọng nào. là ở bên cái xứ đông đá này mình vẫn trồng cây Trồng nuôi cây được, cá nuôi cá được, ở trong thời gian tuyết này nữa. đó là rất hay quý vị. Này, vậy đi. Ừ, ha, bên Không đây đi. xong mình xong hết rồi bắt đầu mình gián tiếp. Mấy cái này keo này thì hơi hơi uổng tiền chút xíu. Tự vì mua cái keo vàng không có, tự mua coi trong cái kia không có. Cho nên mình không không nên gắn quá nhiều trong này. Tại chút nữa mình cũng sẽ làm tiếp nữa. Là cái vụ gắn thùng này mình cũng rành lắm nha. Rành dán phùng lắm. Tối ngày mấy người em mấy gia đình cứ đi và bảnh là cái vụ gắn thùng là cái giao hết cho mình đó. Thì các bạn biết đó là mỗi khi mà Việt Kiều về á là thường là làm cái kiểu này, dán những cái thùng giống vậy. Cái thùng này mua trong Home Depot á, thùng mới hoàn toàn, thì mua về là mình dán thôi. Gắn cái đó lên đây nè, gắn cái đó lên. Thì đó, nãy như bữa mình nói rằng đó, có thể là hết pin mà không biết phải không, pin còn phải không? Ừ, đó, xài chút xíu hồi tiên nó quéo xuống. Thì khi mình đóng những cái thùng này xong á quý vị, rồi mình sẽ bỏ lên cái cân mình cân đúng chính xác 50 pound thôi, không được hơn, hơn là nó sẽ phạt mình ha. Còn xách tay nữa, mình có thể mình đeo thêm cái xách tay vào cái ba lô nữa. Thì cái xách tay ba lô hình như nó cho mình 7 kg. 7 kg là nhiêu ta, 13 15 pound à? À, nó cho mình 15 16 pound gì đó, 15 pound. Thì cái ba lô thì mình có thể xách theo mấy cái đồ linh tinh. Đó, thôi giờ xong rồi đó. Rồi, giờ mình sẽ lật. Bỏ đồ vô không tính. Sẽ bỏ những cái đồ vô trước. Thông thường ta sẽ bỏ một cái miếng ở dưới đây để cho khi mình rọc quá mình không cắt đồ của mình. Còn nếu không mình bỏ cái gì xuống đây trước chứ đừng bỏ quần áo trước. Thấy không? Ok. Thì khi mà mình mở á, thông thường mình sẽ lấy cái kéo mình rọc, đúng không? Đúng rồi, Mà nó mình không sơ dính vô. ý á, mình À. rọc rọc rách rách quần áo của mình.
Cho nên là một là mình bỏ miếng giấy trước. Hoặc là mình cẩn thận, mình cẩn thận mình đọc nhẹ mà đọc nhẹ thôi. Đọc cẩn thận đọc nhẹ thôi. Mình biết của mình mà, mình đọc nhẹ thôi. À, cái thùng này á là Home Depot bán lâu cũng có. Cái quan trọng đó là heavy duty mà medium size ha. Medium. Heavy duty mà cái lá size thì nó bự quá, nó không có vừa cho nó quá tất cả cho cái vấn đề máy bay nó không có chấp nhận. Nó nhận medium nữa nha quý vị, nhớ nha. Medium thôi. Thì thùng này không tới 3 đồng. 2 đồng mấy. Mình mà bỏ đầy cái thùng này là tại 50 pound đó. Đúng rồi. Cho nên là medium là được rồi. Medium được rồi. Cái mùa này mùa Halloween mới xong rồi, mấy cái vụ này đang on sale dữ lắm, mấy cái này mua on sale là đúng thời điểm luôn. Halloween mới gì xong đúng bài luôn ha. Đúng thời điểm luôn. Mùa này mua chocolate về Việt Nam là khỏi nói rồi, quá trời chocolate, còn sale còn lum nữa. Các bạn thấy gì không? Quên nữa, mình định đóng vô cái bịch trước, mấy bịch kẹo nó đóng chia ra trước gì rồi anh khổ nó không làm. Thôi về để đi, về trước mắt vậy đi, quần áo qua sau đi, bọn cháu đi trước đi. Bạn biết này gì không nè? Kem đánh răng, xà bông tắm, xà bông gội đầu. Đó. Rồi bàn chải mình đem về sẵn cái mình sử dụng đó các bạn. Mình khỏi phải đi mua. Nói về bản hải quan có muốn biết trong thùng này có gì mình đưa nó coi video là nó khỏi cần phải coi khách quý hỏi. Ở trong đây không có gì giá trị. Bây giờ muốn rạch thùng muốn gì thoải mái. Không có gì giá trị hết trơn. Hỏi trong này mang cái gì. Mình sẵn mình nói. Luôn. Mình nói quý vị luôn đó là ngày mình về là mình không còn manh giáp gì hết, cho nên mình không có gì, mình không có cái gì giá trị hết. Không. Rồi. Nó mấy cục kẹo xin gom ăn. Rồi, có mấy cục kẹo xin gom nó muốn ăn không, trường tháo không cho. Đã có xài nè. Tao ra hành trình. Không, ở nhà ở trong xe có. Trong xe là cũng có. Tháo chiếc bình bức ra. Rồi. Cái quan trọng nhất mình mua cái này sao không? Lấy rẻ tiền nè, xài xong là có thể bỏ nè. Rồi dễ xách. Còn hơn là cái vali kia mình mua cũng cả hàng trăm bạc mà hầu như nếu mà mình đi tới lui á hai ba lần á là cái bánh á, cái thùng nó nói gì cái bánh nó bị bể rồi nó giục tới giục lui, tới giục lui cái bánh bị bể chứ không có gì hết trơn. Cái bánh bể rồi thì có cái thùng kéo như không thôi, vậy xách mẹ nó cái thùng này cho nó rẻ tiền. Không. Bây giờ mình ghi cái địa chỉ của người bên Việt Nam đúng không? Đúng rồi, mình ghi cái địa chỉ. Địa chỉ mình đây đúng không? Không, mình ghi địa chỉ của cái chỗ mình tới. Ok, địa chỉ của sao? Thì mình làm sao hết, xong không mình quấn keo xong rồi bắt đầu mình bỏ vô cái đó. Thì mình đi về bển mình vớt hai thùng này ra thị trường, rồi mấy ông mà người nước ngoài á có lẽ anh ta cũng đi lần đầu tiên về mấy cái quốc gia như Việt Nam rồi Tàu này kia nọ, họ mới thấy mà làm này, họ nói cái này good idea, lần sau tao sẽ làm gì, thì họ xét cái thùng mắc tiền quá, xét cái thùng mắc tiền nhưng mà nhẹ đó. Còn đối với người Asian mình, người Việt Nam mình là cái này quá thường quá quen rồi. Cái áo lạnh này chắc mình mỏng rồi để mặc lên máy bay luôn. Đúng rồi. Rồi khỏi mặc thêm cái nữa, hai cái cũng công cồng cành quá. Đúng rồi. Cái này nó hơi mỏng rồi lên máy bay đâu có lạnh lắm đâu. Tự nó mở hết mà. Rồi, vậy thôi xong. Xong. Nè các bạn, khăn tắm nè các bạn. Đó chỉ vậy thôi. Rồi về bển á, ví dụ mà thiếu gì á thì mình sẽ mua thêm. Đúng rồi. Đó. Chứ không có đem theo nhiều sợ nó over power, có là lố ký á. Giờ mình cho mấy cái trời kẹo ra đi nè. Cho cái không dầu đó, dầu với kẹo vậy? Ra chứ để không để mình soạn kẹo nữa. Ôi vậy đó hả? Ừ. Có mấy cái bịch chiếc lóc để mình soạn nó sẵn luôn rồi bỏ mình khỏi nó công làm. Rồi, áo trong vô đây chứ đồ dùng nói
cái này á, thật sự ra đó, nếu mà mình muốn cho nó rút á, mình nên dán dán keo kia tại nó sẽ bung. Nếu mà dán keo cái này nè, bó lại luôn vậy phải không? Không cần phải bó mà mình phải dán để cho nó đừng có bung được. Bây giờ miếng keo này ở đâu? Đây đây. Thôi mình kỹ thôi, mình dán mấy cái đầu của mấy cái chai xà bông đó các bạn. Để cho nó không có... Đúng rồi, nó không có bung ra. Nó không có bung ra cái nó ướt nhem trong đây hay là chết luôn. Tại vì á, đồ đạc cái miếng nữa, miếng nữa. Đồ đạc mình nó đè nó. Nó xịt ra. Đè nó xong cái nó bóp cái này cái kia bung ra. Đúng rồi. Rồi là cuối cùng như không luôn. Mình dán vậy thôi. Ở bên Việt Nam á, thì cái hiệu Head & Shoulder này có nhiều ha. Nhưng mà cái hiệu này á, thì bên Việt Nam mình đi kiếm mình không thấy. Không thấy, có lẽ nó có lắm. Chỗ sẽ bán nhưng mà mình không thấy. Nhưng mà Nam á, xài cái hiệu này á, đi chơi mấy em khoái lắm. Thông phức à. Mấy em tối ngày cứ hỏi mình anh xài sao bông gì. Mình nói Head & Shoulder. Mấy người nói Head & Shoulder bên này có nhiều lắm mà sao không giống mùa này. Tại vì giờ mình có nói cái này mấy em cũng không biết cái đâu nữa. Cái này đây tắm thơm lắm á các bạn. Rồi chỉ vậy thôi. Đó là khi mình bỏ vô xong cái mà đem cái thùng lên mình cân. Đúng 50 thao rồi cái bắt đầu dán thùng lại và dán cái miếng giấy cái địa chỉ lên. Để khi mà thất lạc á là sân bay sẽ gửi cái thùng này về, ví dụ như trường hợp thất lạc á, gửi về ngay đúng địa chỉ mà mình ghi lên đây. Đó, còn nếu mà mất luôn á thì họ sẽ đền cho mình và cái giá trị nào đó. Rồi chút nữa mình làm linh tinh thôi rồi xong. Thì chỉ vậy thôi, quý vị nhớ ủng hộ kênh Bầu Trời Boston nha các bạn nha. Rồi anh sẽ làm cái kênh rồi sẵn đó là chia sẻ quý vị luôn. Rồi bye bye, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở Việt Nam nha.